Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình tiếp tục dạy chúng ta bài tiếp theo phần Tom Bomb Harmony. Thì đây là một trong một cái con chim đại bàng mà mình muốn vẽ trong lúc mà nó đậu xuống và nó sẽ biến thành người. Vậy thì Tom Bomb Harmony sẽ làm được những việc gì? Chúng ta thấy cái lợi ích của Tom Bomb Harmony là nó cho chúng ta vẽ bằng rất nhiều công cụ khác nhau, không giống như là Smith Moho và Smith Enemy. Enemy thì chúng ta khi vẽ chúng ta phải dùng các vector bằng hình khối cắt xén rất là phức tạp. Đối với Tom Bomb thì chúng ta sẽ vẽ bằng brush, bằng pencil và bằng các hình khối như là rectangle, ellipse, vân vân. Vậy thì ở đây tôi đang dạy các bạn cách vẽ con chim đại bàng. Ý tưởng của tôi là vẽ con chim đại bàng nhìn đối diện về phía mình. Đấy, nhìn đối diện về phía chúng ta. Vậy thì lúc này các bạn chú ý là các bạn vẽ cho tôi một hình tròn, sau đó các bạn vẽ cho tôi một cái hình ở mặt hình đường nằm ngang cái này và đường nằm dọc. Đấy. Thế thì lúc đó chúng ta sẽ hình dung ra được cái con đại bàng nó quay mặt về phía mình. Còn cái đường mà tôi vẽ vòng như này và vẽ dọc như này xuống, vẽ ngang như này là chính là phối cảnh đấy các bạn. Bởi vì khi chúng ta vẽ chúng ta phải biết là chỗ nào lồi ra chỗ nào lõm vào đấy, thì cái con chim chúng ta nhìn nó mới rõ ràng được. Đây là một cái con chim đại bàng mà tôi đang vẽ phần phác họa. Lát nữa thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần clean up, tức là cái phần làm cho nó mịn hơn. Thì với đây là hình con chim đại bàng nó đang nhìn mình đấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ cho nó một cái phần đuôi. Đây là đang đậu về nhìn đối diện nhé, các bạn chú ý. Phần đuôi thì chúng ta sẽ cho nó dài đến đâu cũng được, các bạn cho dài đến đây. À, và đến đây. Và đôi chân của nó nữa. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ cho nó một cái đuôi. À, các bạn vẽ cho nó một cái đuôi. Các bạn vẽ cho nó một cái đuôi như thế lên và các bạn tiếp tục như vậy, vẽ cho tôi những cái lông đuôi đuôi để con chim đại bàng khi nó ngồi xuống. Rồi tiếp theo là các bạn sử dụng lệnh lệnh tiếp theo là lệnh select. Lệnh select thì các bạn có hai lựa chọn: marquee là hình chữ nhật, còn laser là vẽ tự do. Và chúng ta khoanh cái vùng này, khoanh cái vùng mà chúng ta vẽ đuôi đấy. Đấy. Các bạn chú ý nhé, vẽ khoanh vùng vẽ đuôi. Và chúng ta cần chôn C là copy, sau đó các bạn cần chôn V, các bạn paste. Các bạn tiếp theo các bạn lật nó và chúng ta đẩy nó sang bên này để đối xứng. Đối xứng và chúng ta sẽ được con chim như này. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cho nó một cái chân. Cái chân thì chúng ta sẽ vẽ phác họa ở hai bên. Chúng ta sẽ sử dụng là chúng ta vẽ chân chồng lắp lên cái đuôi kia cũng được. Đó. Các bạn vẽ chân đấy, các bạn vẽ chồng chồng lắp lên. Rồi các bạn vẽ tiếp tục xuống. Các bạn vẽ thẳng xuống. Các bạn vẽ thẳng xuống, sau đó các bạn vẽ cho tôi làm ba khía. Một cái móng ra đây. À, một cái móng ra. Rồi, tiếp theo một cái móng ra giữa trước mặt chúng ta. Và một móng sang bên cạnh. Đây là cái chân. Các bạn chú ý đây là cái chân nhé. À, chân đại bàng đến đây. Đó. Rồi, trong chân đại bàng thì các bạn có thể sử dụng lệnh cắt. Các bạn cắt những cái phần
mà chúng ta thấy nó vướng đi, đấy, tóc cắt đi. Cắt xén bỏ những cái phần mà vướng ở trong chân này đi. Đó, tôi cắt đến đây. Đấy. Và tôi cắt cái phần này đi. Và bây giờ chúng ta chỉ còn cái ba cái móng này. Ba cái móng này. Đây, lệnh cắt nha các bạn nhé. Rồi sau đó thì tôi vẽ cái này lại ra một chút. Đấy là móng con chim đại bàng. Sau vẽ móng rồi thì các bạn chú ý cho tôi là các bạn vẽ đến đây, vẽ đến đây thôi nhé. Cái này đến đây. Đấy. Con đại bàng này nó có nhiệm vụ là nó chính là con đại bàng trong truyện cổ tích Thạch Sanh đánh Chân Tinh. Vậy thì từ chỗ này chúng ta sẽ phác họa cho nó một vài cái lông. Cái lông đây. Nếu chúng ta kiên trì chúng ta vẽ lông nó đẹp hơn. Chúng ta mà vội vàng thì chúng ta vẽ lông nó cầu thả thì nó sẽ rất là xấu. Vậy hoạt hình của chúng ta là chúng ta đam mê vẽ. Các bạn biết là sản xuất một bộ phim hoạt hình thì rất là tốn kém, chi phí nhiều nhân lực, nhưng mà chất lượng của phim mà chúng ta dựa theo truyện cổ tích thì rất là tuyệt vời, vì không vi phạm bản quyền cả. Chuyện cổ tích là chuyện của dân gian Việt Nam, mà chuyện cổ tích thì dân gian Việt Nam và dân gian thế giới, thì chúng ta yên tâm là chiếu trên YouTube là các bạn không phải lo, không phải lo mất công YouTube đánh giá là các bạn vi phạm. Đấy, các bạn đăng ký chuẩn vào rồi các bạn gắn cho tôi cái bản quyền logo vân vân, thì ai copy của các bạn có thể kiện lại. Đấy. Và chúng ta khi mà chúng ta xây dựng những bộ phim hoạt hình xong thì cái công lao của các bạn được thưởng hơi sẽ xứng đáng cho các bạn. Đó. Rồi giờ chúng ta sẽ vẽ những cái vảy của chân. Đây là phần lông nhá. Đó, phần vảy. Vảy các bạn vẽ cho tôi những vảy tròn. Chúng ta vẽ xong rồi chúng ta copy sang bên kia. Đấy. Các bạn thấy là chúng tôi dùng pen, và lát nữa tôi sẽ dùng pen. Vì pen là tôi sẽ tỉa phần bên ngoài để cho nó gọn gàng, nó sạch sẽ, không bị nhom nhem. Còn phần chuyển động thì các bạn theo dõi các phần tiếp theo thì tôi sẽ dạy cho các bạn cái cách mà chúng ta chuyển động rất mượt. Đấy, và rất nhiều loại chuyển động mà các bạn cần biết, chuyển động theo xương khớp, chuyển động theo timeline, tức là cycle đấy, vòng lặp, rồi chuyển động theo kiểu pet, rồi chuyển động theo morphing đấy các bạn, rồi chuyển động theo hiệu ứng. Chúng ta có rất nhiều cái cách chuyển động, và các chuyển động đó đều dựa trên quy luật toán học. Khi người ta sản xuất ra phần mềm thì người ta tính tốt nhất để cho các bạn có thể sử dụng được phần mềm được cách linh hoạt mà không bị vướng bận điều gì cả. Đấy, đây tôi đang vẽ từ trên xuống. Các bạn có thể xoay, các bạn có thể xoay hình, các bạn vẽ cho nó được đẹp hơn. Đây là công cụ xoay. Khi các bạn trở về các bạn giữ cho tôi là Shift X thì chúng ta sẽ trở về ngon lành. Các bạn chú ý nha, bài trước tôi đã dạy chúng ta cái phần thao tác chuyển động rồi. Các bạn không phải lo gì về cái chuyển động của màn hình đấy. Ý tôi nói là phóng to thu nhỏ và thao tác. Các phím tắt tôi đã dạy các bạn cơ bản rồi. Nó có vô số các phím tắt nhưng mà chúng ta không thể nhớ được cùng một lúc hết được, mà chúng ta phải học dần. Trong quá trình mà chúng ta làm nhiều ấy thì chúng ta sẽ thuộc phím tắt thôi. Các bạn yên tâm, nghề đồ họa nó cũng là một cái nghề mà
không bon chen gì với thị trường cả. Không phải mất tiền bạc mà chúng ta chỉ mất thời gian và đam mê nghiên cứu các câu chuyện, tưởng tượng ra các cảnh. À, tưởng tượng ra các cảnh. Tôi thì tôi không được học trường lớp, nhưng mà tôi cố gắng là sưu tầm các sách ở trên internet của nước ngoài, và tôi thấy là ở nước ngoài họ dạy vẽ rất là tốt và tôi cũng cố gắng học theo. Thì ngày qua ngày thì tôi thấy cảm thấy là bản thân cũng có cái nét tiến bộ. Nếu như mà chúng ta mà đúng ra là chúng ta phải đi học theo trường lớp, nhưng mà đây tôi không có thì tôi cũng phải cố gắng thôi. Đấy, các bạn cứ vẽ tương đối thôi, và vẽ tương đối và nó tưởng tượng ra một cái con chim đại bàng. Đấy, lẽ ra trên này là cái vảy của nó là to hơn một chút. Các bạn biết là cái gì càng xa thì càng nhỏ, cái nào càng gần thì càng to ra, gần mắt chúng ta thì to ra, đúng không các bạn? Đấy, các bạn vẽ cho tôi. Tôi thì rất muốn làm nhiều thứ lắm. Lập trình tôi cũng muốn này, vẽ tôi cũng muốn, 3D tôi cũng muốn. 3D thì tôi cũng đang đang triển khai. Hiện nay 3D thì phần nó rất tuyệt vời, nhưng để làm một cái phần mềm 3D ấy, tương đối là mất công. 2D của chúng ta vẫn có thị trường mà. Nên các bạn yên tâm học này, các bạn sẽ có một cái nghề cho các bạn. Đấy, các bạn đừng đừng buồn vội. Đấy, chỗ này là cái móng. Bạn cố tưởng tượng ra cái phần nó khum khum vào nhé, cái phần mà móng chân của chúng ta hay là móng của cái con gà, các bạn quan sát đấy. Con đại bàng nó cũng vậy thôi, nó họ nhà chim mà, họ nhà chim cho nên là móng của nó như vậy. Đấy. Đấy, các bạn thấy là tôi đã vẽ xong cái móng chân. Và bây giờ tôi vòng lên, tôi copy cái chân thì sang bên cạnh. Tôi sử dụng lệnh select, các bạn chú ý nhé. Sau đó các bạn copy cho tôi, bạn cần chôn g, g là con chôn g là chúng ta nhóm nó lại, và chúng ta con chôn c chúng ta cần chôn v. Đấy, và chúng ta đưa sang bên cạnh. Đấy, các bạn đưa sang bên cạnh, các bạn lật cho tôi, đây có nút lật nhé. Đấy, thông bông nó cho chúng ta một cái nút lật. Đấy, và lúc này thì chúng ta sẽ có một cái hình bên cạnh. Đấy, con chim đại bàng. Các bạn muốn cho hai cái chân này nó thấp xuống một tí cũng được. Các bạn đẩy thấp nó xuống một tí. Đẩy thấp một tí để chúng ta thấy là cái chân của nó cao hơn, dài hơn so với cái đuôi. Sau khi vẽ thấp xuống một tí rồi thì các bạn trang trí cho phần bộ bộ lông ngực. À, bộ lông ngực thì rất là dễ thôi. Các bạn trang trí rất là thoải mái. Chúng ta phóng to lên, chúng ta trang trí từng bộ lông. Bộ lông thì nó tỏa ra từ phía này.
ta phóng to, chúng ta vẽ cái lông ngực nó đẹp hơn. Cái này thực ra thì tôi cũng chỉ là tưởng tượng cái con chim diều hâu mà ngày xưa hồi còn nhỏ tôi hay bắt. Tôi và một anh nữa đã hồi nhỏ thì đã làm những cái điều mà lẽ ra không nên làm, vì loài chim là một loài được bảo tồn. Nhưng mà đây tôi quan sát lúc nhỏ thì tôi cố gắng, tôi nghĩ ra cái con chim nó của mình ngày xưa nó như thế nào. Đấy, nó ngồi như thế nào. Thế thì ở đây là một phần trích, tôi muốn vẽ một phần trích trong cái cảnh mà, trong cái cảnh người ta gọi là gì nhỉ, trong cái cảnh người ta gọi là đại bàng mà nó về tổ, mà nó bắt công chúa của Thạch Xanh. Thì ý tưởng của tôi là muốn chuyển cái con đại bàng này nó biến hóa thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Đấy, và nó lấy vợ là công chúa của vua trong câu chuyện Thạch Xanh đánh Chân Tinh. Con Chân Tinh thì tôi đã làm xong cảnh đó rồi, và tôi cố gắng sớm để chiếu lên YouTube cái bộ phim này cho các em học sinh và các em thiếu nhi chúng ta được lưu giữ lại. Tôi cũng rất muốn là làm rất nhiều loại phim khác, ví dụ như là tôi muốn làm bộ phim 12 hoàng tử này. Thì chúng ta làm này để nó khỏa lấp cái lông chim đi, nó sẽ che đậy lại cái phần. Cái phần chân của nó. Đấy. Chúng ta nhìn thấy. Lát chúng ta cho màu sắc vào, chúng ta thấy sẽ thấy nó tuyệt vời. Rồi. Bây giờ tôi lại copy cái mảng mảng lông này. Tôi đưa sang bên phần bên kia. Đấy. Chúng ta cũng thấy là loài chim thì chỗ nào cũng có lông vũ, nhưng mà đối với loài người chim thì nó lại ở phô trương ra, nhưng mà loài người chúng ta thì lại không được. Chúng ta là lông mao cho nên là chúng ta không thể khoe ra được. Lông vũ nó tuyệt vời lắm. Ngày xưa tôi đã ân hận là tôi giết chim. À, cho nên là bây giờ tôi rất là buồn. Thôi cái này các bạn copy chỗ này nó hơi bị dính cái phần khác, thì chúng ta chuyển sang chúng ta vẽ tay chỗ này được. Xoay hình, xoay rồi chúng ta kéo xuống này, chúng ta vẽ. Trái tay thì chúng ta lại phải xoay đúng không các bạn? Vì trong lúc chúng ta vẽ cái gì nó cũng hay bị trái tay, thì ta phải xoay tờ giấy. Thì tương tự như này chúng ta cũng có thể xoay tờ giấy như vậy. Trong cuộc sống thì ai cũng phải kiếm tiền lo cơm áo gạo tiền, nhưng mà nhiều lúc nó cũng bí, bởi vì chúng ta sinh ra trong cái cảnh nghèo nàn ấy. Chúng ta không phải là làm thương trường doanh nghiệp hay làm quan chức, chúng ta không thể giàu có được, thì chúng ta cố gắng là sẽ tạo cho mình một cơ hội kiếm tiền bằng cách chúng ta sử dụng phần mềm như tôi đang nói này, để chúng ta có thể kiếm tiền trên mạng internet, mà đó là một cái cách kiếm tiền xứng đáng với công sức.
kiếm tiền chính đáng. Tôi cũng hy vọng là mọi người cùng ủng hộ cho cái các bài tôi giảng ở đây để các bạn có thể nắm bắt được. Và các bạn, một cái điều nữa là tôi muốn biến con chim này trở thành hoàng tử, thì các bạn sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra khi lúc nó biến. Đấy. Tức là biến đổi theo một cách là ma quái, trở thành một cái con chim cực kỳ đẹp. Rồi. Bây giờ tôi quay về và các bạn chú ý là bây giờ ta sẽ xóa đi hai cái đường line này. Đấy, ta xóa đi. Đấy, và con chim lúc này nó sẽ trở thành, à đây tôi cắt cái đoạn này. Tôi xóa đi được. Khó cắt thì chúng ta có thể xóa và chúng ta có thể bạn cho màu nó màu đen thôi. Về hoạt hình chúng ta cũng không mắc. Đấy, rồi màu trắng. Màu chúng ta cho màu 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 thì chúng ta chỗ nào mà nó không đóng kín nhá. Không đóng kín. Close. Đấy, nó không đóng kín thì các bạn có thể vẽ thêm. Sẽ đóng kín cho chúng ta. Tiếp theo bây giờ tôi sẽ chọn màu cho lông. Tôi chọn nút cộng này. Và chúng ta chọn là feather. Và chúng ta chọn cho nó một cái màu. Màu nào cũng được. Các bạn chọn, ở đây các bạn có thể chọn nhiều loại màu khác nhau. Ví dụ đây tôi muốn chọn cho nó một cái màu, màu đây. Cánh các bạn đóng kín lại, các bạn vẽ nó dễ. Chỗ này nó bị hở lại. Chúng ta có thể bôi với nó. Nó không hở nữa. Để chúng ta xem nó bị hở chỗ nào. Không hở nữa thì các bạn có thể tô một cái con chim nó tuyệt vời. Đây các bạn có thể vẽ màu lông. Đôi khi để lông, cái lông màu trắng cũng được. Đan xen với
chúng ta chú ý nhé. Chỗ lông xám này chính là lỗ thủng trên phần mềm, lỗ thủng ở nền đấy các bạn. Các bạn chú ý. Next. Lông đuôi của chúng ta vẽ cho cái phần này nó khít rồi. Rồi đến bây giờ đến phần chân của chúng ta thì chúng ta bỏ này đi. Chúng ta cho nó một cái màu phút.
chú ý là chúng ta phải phim đúng vị trí nhé, không là chúng ta lại phim lên cái viền của cái vải này nó sẽ xấu. Đây tôi cho thêm một ít nữa. Đây thì chúng ta đang nhóm, chúng ta ăn gút, chúng ta cho ăn gút, ăn gút thì chúng ta sẽ xóa được. Với cái màu ở đây chúng ta cho vì clip thì cái video nó có hạn về bộ nhớ, cho nên là trong cái bài này tôi dạy chúng ta cái cách vẽ vẽ một con chim, thì bài sau tôi sẽ vẽ cái phần chuyển động cho nó. Các bạn chú ý theo dõi và ủng hộ cho tôi.
bạn tiếp tục như vậy, continue như vậy thì các bạn sẽ có một cái con chim hết sức chuyển chuyển. Và tôi sẽ làm nó hóa phép thành một con người. Next. Đây là một cái con chim bàng. Bây giờ tôi sẽ thay thế màu, chuẩn gửi đi. Đấy, các bạn nhìn cái con chân của nó đã khác. Đấy, chân con đây đã được màu này, còn cái màu đỏ này. Với màu đỏ này thì tôi chọn cái màu đỏ. Đấy. Các bạn thân mến, thì video này tôi vừa trình bày với các bạn. Tôi vừa trình bày với các bạn là cái cách vẽ một cái con chim đại bàng. Đấy, con chim này sẽ áp dụng để cho các em thiếu nhi được xem. Thì đây là một cái phần mềm Tombow Harmony mà mình mua ở trên trang của họ. Thì chúng ta có thể mang về để tập vẽ. Bạn nào hỏi cái gì thì chúng ta sẽ hỏi vào trong cái phần clip. Tôi sẽ trả lời cho các bạn cái cách chúng ta sử dụng. Đấy. Và tiếp theo sau này chúng ta sẽ làm cho con chim nó chuyển động và nó biến thành con người. Đấy. Bởi vì là lúc đánh nhau mà chim nó thành tinh thì nó mới biến thành người được. Các bạn ủng hộ cho phần clip của tôi. Chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc.